Theo công văn số 4009 của Văn phòng Chính phủ ngày 15 tháng 6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có ý kiến về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho phép ưu tiên lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang. Phó Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố yêu cầu các địa phương không ngăn sông cấm chợ đối với phương tiện của các tỉnh thành phố đang có dịch lưu thông khi có các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định, chỉ đạo các sở ban ngành có phương án ưu tiên lưu thông nhanh chóng tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 đối với các phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang để kịp thời tiêu thụ sản phẩm.